Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ HD. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày trên kênh tin tức 24 giờ HD. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Vụ ngâm 14 tỷ từ thiện, Hoài Linh thiếu minh bạch, thiếu trách nhiệm. Nghệ sĩ từng chỉ lấp lánh trên sân khấu. Ứa nước mắt trước hình ảnh nhân viên y tế ở Bắc Giang làm việc đến ngất xỉu. Chủ doanh nghiệp ở thành phố Quy Nhơn bị giang hồ bắt giữ, đánh đập dã man. Phá đường dây lập 19 công ty ma để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị hơn 1.000 tỷ đồng. Khởi tố 14 đối tượng trong vụ đột kích sới bạc khủng ở Gia Lai. Khởi tố tài xế siêu xe Ferrari chống người thi hành công vụ. Sau đây, kính mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Vụ ngâm 14 tỷ từ thiện, Hoài Linh thiếu minh bạch, thiếu trách nhiệm. Kính thưa quý vị, xoay quanh việc nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và hơn 14 tỷ đồng được người hâm mộ ủng hộ cho hoạt động cứu trợ, hỗ trợ đồng bào miền Trung đợt lũ lụt. Vấn đề đồng tiền từ thiện phải được minh bạch và sử dụng kịp thời. Câu hỏi đặt ra là, thế bây giờ anh sẽ làm gì với số tiền 14 tỷ đồng? Chưa thấy anh nói kế hoạch đi từ thiện. Anh nói hết dịch thì anh đi, vậy hết dịch là bao giờ? Sáng ngày 24 tháng 5, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh khiến dư luận dậy sóng khi bất ngờ lên tiếng về khoản tiền hơn 13 tỷ đồng được các mạnh thường quân cả nước nhờ gửi để làm từ thiện cho đồng bào miền Trung gặp lũ lụt cách đây hơn nửa năm. Trong thông báo của mình, Nam Danh Hải tiết lộ tổng số từ thiện kia lên tới 14 tỷ 670 triệu đồng vẫn nằm ở trong tài khoản của anh và mới đang lên kế hoạch để chuyển đến tay người dân vùng lũ. Động thái này của Hoài Linh đã khiến nhiều người bức xúc khi số tiền trên không được chuyển đến người dân đúng thời điểm. Nhân dịp này, cộng đồng mạng cũng đào lại clip của nữ doanh nhân Phương Hằng nói về giấc mơ của mình. Nhiều người ngạc nhiên khi bà Hằng mơ tiên tri của vợ đại gia Dũng Lò Vôi, sao mà đúng quá. Bà chủ Đại Nam kể lại giấc mơ của mình trong livestream. Em nằm mơ em thấy Đàm Vĩnh Hưng nói chuyện với thằng Hoài Linh, nó xác nhận là tiền vẫn nằm trong tài khoản. 6 tháng nay không biết làm cái gì nhưng mà tiền vẫn còn nguyên trong tài khoản. Thôi mùa dịch này ai cũng thất nghiệp, ai cũng khó khăn hết thì thôi, đâu trả về đó đi. Còn không trả thì cứ đưa ra công an, vậy là xong. Còn mày thì chuyển tới đâu thì chuyển, phải chứng minh chứ không im. Tiền của thiên hạ của bá tánh mà ỉm dễ dàng thế. Và chỉ sau 2 ngày, đúng những gì nữ tiên tri này mơ. Đến ngày hôm sau, nam nghệ sĩ Hoài Linh đã chính thức lên tiếng và xác nhận sự việc này. Liệu nam nghệ sĩ có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi ngâm khoản tiền cứu trợ? Theo quy định pháp luật, do các bên không thỏa thuận được thời hạn thực hiện việc chuyển tiền đến tay người dân bị bão lũ, nên thời hạn 6 tháng vẫn nằm trong thời hạn pháp luật cho phép. Nghệ sĩ đừng chỉ lấp lánh trên sân khấu. Quý vị thân mến, tháng 10 năm 2020, khúc ruột miền Trung oằn mình trong bão lũ. Đau thương nối tiếp đau thương khi những phận người, những ngôi nhà, những làng mạc bị nhấn chìm. Thông qua các tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội chữ thập đỏ và chính quyền các cấp, chính phủ đã kịp thời hỗ trợ lực lượng, phương tiện giúp dân sơ tán, cứu người, cứu tài sản, đảm bảo những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu. Lũ rút cũng là lúc nhiều người dân trở về trong hai bàn tay trắng. Người miền Trung can trường và tự lập nhưng không đơn độc trong công cuộc tái thiết cuộc sống sau cơn lũ. Cả nước chung tay san sẻ, mong người dân vùng thiên tai sớm vực dậy để ổn định cuộc sống. Nhiều tên tuổi nghệ sĩ bằng sức hút của mình đã đứng ra kêu gọi quyên góp hỗ trợ nhân dân miền Trung vượt qua khó khăn. Trong thiếu thốn đủ bề, người dân miền Trung ấm lòng khi đón nhận nhiều tình cảm ấm áp, nghĩa tình của nhân dân cả nước. Cơn lũ dữ đã đi qua, cuộc sống đã quay lại như nó vốn có. Trên những cánh đồng ngập lũ, lúa vẫn đơm bông, mùa về no ấm. Sống ở mảnh dải đất lắm thiên tai, có lẽ người dân miền Trung đã dần quên đi cơn đại hồng thủy năm nào, chuẩn bị tâm thế để đón những trận lũ, những cơn bão vần vũ vẫn đầu ghé đến hàng năm. Thế nhưng một khoản tiền lên tới 13 tỷ đồng của các mạnh thường quân ủng hộ họ vẫn nằm trong tài khoản của một nghệ sĩ lớn, dù rằng cơn đại hồng thủy đã đi qua hơn nửa năm. Lý do cho sự chậm trễ này được người nghệ sĩ giải thích là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và ông cũng quên báo cáo cho những người đã tin tưởng, gửi gắm qua ông để giúp đỡ người dân vùng thiên tai. Nghệ sĩ khẳng định toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển đến tận tay của người dân, có xác nhận của chính quyền địa phương như một lời đảm bảo về sự minh bạch. Tất nhiên tôi tin là nó vẫn sẽ đến đúng địa chỉ là không đúng thời điểm mà thôi. Một miếng khi đói bằng một gói khi no.
Sự chậm trễ khiến những đồng tiền thấm đẫm tình nghĩa và sự sẻ chia của đồng bào cả nước đã không thể đến kịp với người dân khốn khó sau thiên tai. Đây không phải là lần đầu tiên có những lùm xùm liên quan đến khoản tiền ủng hộ người dân thiên tai, bão lũ do một người nào đó có tiếng nói đứng ra kêu gọi. Phải khẳng định rằng, bằng độ hot của tên tuổi cũng như sự uy tín và trách nhiệm của mình, nhiều nghệ sĩ đã thực sự kết nối, lan tỏa tinh thần và truyền thống tương thân tương ái. Sự kết nối hỗ trợ kịp thời đã giúp các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt công tác cứu trợ nhân đạo, giúp người dân các vùng thiên tai vượt qua khó khăn. Hào quang của họ không chỉ lấp lánh trên sân khấu. Sắp tới, Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện chính phủ ban hành nghị định về vận động, tiếp nhận và phân phối, sử dụng tiền ủng hộ thiên tai, dịch bệnh và người có bệnh hiểm nghèo thay thế nghị định 68/2008. Đối với một đất nước thiên nhiên khắc nghiệt, lắm thiên tai như nước ta, thì đây sẽ là khung pháp lý cần thiết cho các hoạt động từ thiện nhằm đảm bảo sự công khai, minh bạch trong vận động, kêu gọi cũng như phân phối nguồn hỗ trợ. Từ thiện là một lĩnh vực hết sức nhạy cảm, đòi hỏi những người thực hiện phải thực sự tâm huyết và trách nhiệm. Trách nhiệm không phải đối với những người cần được cứu trợ, mà với sự tin tưởng của những mạnh thường quân, những tấm lòng nhân ái và trách nhiệm đối với chính danh tiếng của mình. Ứa nước mắt trước hình ảnh nhân viên y tế ở Bắc Giang làm việc đến ngất xỉu. Quý vị thân mến, mới đây, hình ảnh về một nhân viên y tế tại tâm dịch Bắc Giang bị kiệt sức, ngất xỉu khi làm việc được chia sẻ lên mạng xã hội khiến cư dân mạng không khỏi xót xa. Được biết, nhân viên y tế này đang cùng đồng nghiệp thực hiện test kháng nguyên nhanh, sàng lọc COVID-19 cho người dân tại Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, Bắc Giang. Chủ nhân bài viết này chia sẻ, bác sĩ kiệt sức tại Núi Hiểu, Quang Châu. Các bạn đang được ở nhà, hãy cảm thấy hạnh phúc và tuân thủ các quy định phòng dịch của chính quyền địa phương. Đừng nghĩ ngoài kia là sung sướng, thực sự thương các bác sĩ tuyến đầu. Trong bài viết được đính kèm một video, rất nhiều nhân viên y tế đã hỗ trợ đồng nghiệp kiệt sức cởi bỏ bộ đồ bảo hộ. Có lẽ vì phải làm việc trong thời tiết oi bức quá nóng nức, trong bộ đồ kín mít khiến cơ thể của anh ướt sũng mồ hôi. Trước những thông tin được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên Bắc Giang cho biết, nhân viên y tế bị kiệt sức, ngất xỉu khi đang lấy xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, thuộc đoàn tình nguyện Hải Dương. Nhân viên này là sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên chia sẻ, bạn ấy bị kiệt sức, sốc nhiệt và ngất xỉu. Sau đó, những nhân viên y tế khác đã hỗ trợ, động viên kịp thời. Vị lãnh đạo này cũng cho biết, trong buổi sáng ngày hôm nay, đoàn tình nguyện của trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho tất cả người dân đang sinh sống tại thôn Núi Hiểu. Do lượng người lấy mẫu xét nghiệm quá đông, nhân viên y tế phải làm việc liên tục trong điều kiện bảo hộ nghiêm ngặt, nóng bức nên có một nhân viên y tế bị kiệt sức, ngất xỉu. Hiện tại, lực lượng y tế vẫn đang thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, dự kiến đến khoảng 2 giờ sáng ngày 27 tháng 5 mới hoàn thành việc lấy mẫu. Những thông tin và hình ảnh cảm động về những chiến binh áo trắng đang chiến đấu nơi tâm dịch vẫn đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Không ít người tỏ ra lo lắng và để lại những lời nhắn nhủ cộng đồng trên mạng xã hội. Tài khoản Nguyễn Minh bình luận, chúng ta còn được ở nhà là còn sung sướng. Nếu đã thấy những hình ảnh này thì tôi xin mọi người đừng ra khỏi nhà khi không cần thiết để những người đang chiến đấu vì dịch bệnh đỡ vất vả và sớm được trở về bên gia đình. Chủ doanh nghiệp ở thành phố Quy Nhơn bị giang hồ bắt giữ, đánh đập dã man. Kính thưa quý vị, sáng ngày 26 tháng 5, Công an tỉnh Bình Định cho biết Công an thành phố Quy Nhơn vừa bắt tạm giam Lê Vũ Tuấn, 31 tuổi và Nguyễn Thái Khánh, 28 tuổi, cùng ngụ phường Hải Cảng, Quy Nhơn về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Theo điều tra ban đầu cho thấy, tháng 9 năm 2020, anh Nguyễn Thanh Sơn, 31 tuổi, ngụ phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, là chủ một doanh nghiệp và anh Phạm Thanh Tân, 36 tuổi, ngụ ở thành phố Cần Thơ, thỏa thuận một hợp đồng mua bán đá granite. Sau đó, anh Tân chuyển 2 tỷ đồng tiền đặt cọc theo hợp đồng này. Vài ngày sau, do hợp đồng mua bán không thành nên anh Tân yêu cầu anh Sơn trả lại số tiền đặt cọc. Vì đã lỡ dùng vào việc xoay vòng kinh doanh nên anh Sơn xin trả dần số tiền cọc nhưng anh Tân không chịu. Nhờ nhóm Lê Vũ Tuấn và Nguyễn Thái Khánh đòi lại. Đây cũng là những đối tượng chuyên đòi nợ thuê ở địa phương. Ngày 4 tháng 10 năm 2020, phát hiện anh Sơn đang ở một khách sạn tại thị xã An Nhơn, Bình Định. Nhóm của Tuấn, Khánh bắt giữ rồi đưa lên ô tô trở về thành phố Quy Nhơn. Tại đây, bọn chúng đánh đập đòi anh Sơn trả lại 2 tỷ đồng cho anh Tân. Do không có tiền trả, anh Sơn xin khất nợ nhưng không được.
ngày 5 tháng 10 năm 2020, nhóm Tuấn, Khánh đưa anh Sơn đi gặp anh Tân. Sau đó, hai bên thống nhất là anh Sơn trả trước cho anh Tân 200 triệu đồng và hẹn 2 tháng sau sẽ trả hết số tiền còn lại. Ngày 30 tháng 11 năm 2020, hai bên hẹn nhau tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn. Tại đây, anh Sơn tiếp tục khất nợ vì chưa đủ tiền trả thì bị nhóm Tuấn, Khánh hành hung. Khi công an đến can thiệp thì nhóm này bỏ đi. Nhận tin báo, công an thành phố Quy Nhơn đã củng cố hồ sơ, xác minh sự việc, làm việc với các bên liên quan. Tuy nhiên, bị hại Sơn và nhóm Tuấn Khánh đều không có mặt ở địa phương nên việc điều tra, xác minh gặp nhiều khó khăn. Vừa qua, khi có manh mối nhóm gây ra vụ án trên đã về lại địa phương, các trinh sát lần tìm, củng cố các chứng cứ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý vụ việc. Phá đường dây lập 19 công ty ma để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị hơn 1.000 tỷ. Kính thưa quý vị, ngày 25 tháng 5, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin về kết quả điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn lên đến 1.000 tỷ đồng. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 9 người trong đường dây thành lập các công ty ma để mua bán hóa đơn trái phép. Trong thời gian từ năm 2012 đến 2019, nhóm này đã thành lập 19 công ty ma tại tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, thành phố Hải Phòng để xuất bán trái phép hóa đơn cho khoảng 600 doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Giang và nhiều tỉnh thành khác như Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hải Dương, Bình Định, Hưng Yên, Hà Nội với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn trên 1.000 tỷ đồng, gây thất thoát tiền thuế của nhà nước trên 100 tỷ đồng. Cơ quan an ninh điều tra đã chứng minh được các bị can trong vụ án thu lợi bất chính hơn 5,2 tỷ đồng qua việc mua bán hóa đơn. Hiện đã thu hồi được hơn 2,5 tỷ đồng cho nhà nước, đồng thời đã có công văn thông báo gửi chi cục thuế địa phương có doanh nghiệp vi phạm đề nghị xử lý theo quy định. Đến nay, vụ án trên đã được kết luận điều tra, tuy nhiên vẫn còn số đối tượng liên quan đến các đường dây mua bán hóa đơn tại tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, thành phố Hải Dương lẩn trốn, chưa bị xử lý. Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra, tổ chức điều tra, củng cố tài liệu để khởi tố trong vụ án khác. Khởi tố 14 đối tượng trong vụ đột kích sới bạc khủng ở Gia Lai. Kính thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 14 đối tượng liên quan đến nhóm sóc đĩa tại nhà hàng Bọ Cạp Nước, địa chỉ 280 Lê Thánh Tôn, tổ 10, phường Ia Kring, thành phố Pleiku. Theo đó, 6 đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc gồm Đặng Thế Hưng, tên thường gọi là Xí Mập, sinh năm 1976, trú tại phường Ia Kring, Đào Vũ Anh Khoa, sinh năm 1986, trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Hùng, sinh năm 1978, trú tại xã No, huyện Đắk Đoa, Lương Ngọc Tuấn, sinh năm 1981, trú tại phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, Lê Công Nhân, sinh năm 1982, trú tại phường Yên Đổ, thành phố Pleiku và Đặng Thái Châu, sinh năm 1969, trú tại xã Đắk Sơ Mây, huyện Đắk Đoa. 8 đối tượng khác bị khởi tố về hành vi đánh bạc. Qua xác minh ban đầu, Hưng là đối tượng cầm đầu tổ chức sới bạc dưới hình thức sóc đĩa cá cược thắng thua bằng tiền. Nhóm đối tượng thường chọn các địa điểm vắng vẻ, ít người qua lại ở khu vực xã Diên Phú, xã Chư Á và phường Ia Kring, thành phố Pleiku để tập trung các con bạc từ nhiều địa phương đến sát phạt nhằm thu lợi bất chính. Đồng thời, cắt cử nhiều đối tượng canh đường, báo động khi có người lạ mặt đến. Theo dân trí đã đưa tin, khoảng 15h30 ngày 9 tháng 5, khi các đối tượng đang say sưa đánh bạc thì bị lực lượng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp cùng tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an tỉnh Gia Lai bắt quả tang, thu giữ số tiền hơn 137 triệu đồng. Khởi tố tài xế siêu xe Ferrari chống người thi hành công vụ. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Lâm Duy, 33 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh và hai người khác về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, tối ngày 9 tháng 5, Duy điều khiển xe ô tô Ferrari biển kiểm soát 51F81940, không gắn biển số phía trước, lưu thông trên đường Dương Bá Chạp, quận 8 và bị tổ công tác 363 của trạm cảnh sát giao thông Đa Phước ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.
Duy không xuất trình các loại giấy tờ theo quy định, có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm nên tổ công tác khống chế, thông báo cho công an phường 1, quận 8 để hỗ trợ. Diễn biến vụ việc kéo dài trong nhiều giờ và được người dân ghi hình, lan truyền trên mạng xã hội Facebook gây xôn xao dư luận. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt PC08, Công an thành phố Hồ Chí Minh, khi bị lực lượng chức năng khống chế, tài xế Duy la hét, kích động, lôi kéo người dân xung quanh, gây cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Duy về các lỗi điều khiển xe không gắn đủ biển số, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất của tin tức 24 giờ HD mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Vui lòng nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.